Kính thưa quý vị, chúng tôi, nhóm Thư viện Đức Tin, xin được trân trọng gửi đến quý vị tác phẩm Tấm Lòng Vàng, nói về cuộc đời của thánh nhân Martin de Porres, qua các giọng đọc Nguyễn Sang, Hồng Vân, Tiết Trang, Thu Hoàng, Dominic Thanh và Quốc Đồng. Lời giới thiệu. Tấm Lòng Vàng là cuốn tiểu sử làm sống lại cuộc đời một tu sĩ lừng danh người da đen thuộc dòng Đa Minh, tên là Martin Porres. Đời sống gương mẫu của thánh nhân thật xứng đáng với danh hiệu Martin Bác Ái mà dân chúng đương thời đã dành cho ngài và được Đức Gioan 23 nhắc lại trong bài giảng ngài tôn phong hiện thánh. Thánh nhân theo con đường Đức Giêsu Kitô đã đề ra, đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương anh em như chính mình. Thật vậy, thánh Martin đã yêu mến nồng nàn và phục vụ thiết thực đến độ có thể nói thánh nhân là tấm lòng vàng Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại, luôn liên kết với Chúa Giêsu thánh thể là nguồn mạch yêu thương, luôn gắn bó với Chúa Giêsu trên thánh giá là bằng chứng của tình thương. Cuộc đời phục vụ trung tín và khiêm nhường của thánh Martin đã trở nên như một cuốn thánh kinh sống động, diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Tấm lòng vàng đó đã được Thiên Chúa ân thưởng. Hãy đến đây, hỡi những kẻ cha tôi chúc phúc. Tôi đau yếu, anh em đã viếng thăm. Tôi bảo thật anh em, điều gì anh em làm cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của tôi đây là anh em đã làm cho chính tôi vậy. Matthew đoạn 25 từ câu 31 tới 36. Để biểu dương tấm lòng vàng này, năm 1837, Đức Gregorio 16 khi tôn ngài lên hàng chân phước, và ngày 6 tháng 5 1962, Đức Gioan 23 ghi tên vào sổ các bậc hiển thánh. Tại Việt Nam, để góp phần vào việc phổ biến đời sống và gương mẫu của thánh Martin, cha Giuse Nguyễn Tri Ân đã biên soạn và cho xuất bản cuốn Tấm Lòng Vàng năm 1962. Để tiếp nối công trình, chúng tôi tái soạn và bổ túc thêm dựa theo cuốn thánh Martin Porres của cha Norbert George dòng Đa Minh. Mong rằng đời sống gương mẫu của thánh Martin vẫn là bài học bổ ích cho chúng ta ngày nay. Tu viện Martin Hố Nai. Chương 1. Thuở ấu thơ. Thành phố Lima, thủ đô nước Peru, Nam Mỹ, vào cuối thế kỷ 16, đang bị người Tây Ban Nha đô hộ. Đây là một thị trấn quy tụ dân cư đông đúc, và dĩ nhiên cũng có nhiều phần tử giang hồ, phiêu lưu, mạo hiểm sống trà trộn. Tình trạng kỳ thị chủng tộc và bóc lột là một tệ nạn xã hội thời bấy giờ. Giờ cầm quyền thực dân và các tay buôn chính trị lợi dụng quyền hạn, đối xử bất công với những người da đen, và thổ dân đồng thời cưỡng bức họ làm những công việc nặng nhọc. Giữa một xã hội phân chia giai cấp kỳ thị chủng tộc ấy, ai ngờ lại có mối tình riêng giữa một chàng trai da trắng thuộc hàng quý tộc và một nàng da đen trong tầng lớp nô lệ mới được phóng thích. Tên chàng là Joan Porres, người da trắng thuộc dòng dõi Tây Ban Nha, là hiệp sĩ binh đoàn Akatara, còn nàng là Anna Velacur, người da đen gốc Panama. Sau những cuộc giao duyên, ngày 9 tháng 12, 1579, nàng Anna Velacur cho ra đời một cậu bé có nước da giống hệt mình. Chàng Joan Porres lấy làm buồn rầu, không muốn nhìn nhận người con khác màu da
Đến sau, khi có thêm người con gái do Anna cũng mang ra mầu, chàng liền ruột bỏ cả ba mẹ con, sau khi thuê cho họ một căn nhà lụp sụp ở đường Thánh Linh ngoại ô thủ đô Lima. Trong khi ông Joan Porret chẳng đái hoài nhìn gì đến con cái, khinh dễ và coi chúng như kẻ làm tổn thương đến địa vị thăng danh của dòng tộc, thì bà Anna lại vui lòng nhẫn nhục trong chức vụ làm mẹ và cố gắng tần tảo nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Bé Martin được rửa tội tại nhà thờ Thánh Stefano, sinh trưởng trong cảnh gia đình túng quẫn cơ cực như thế. Đối với những trẻ da đen khác thường, làm chúng dễ trở thành bất mãn, sống buông thả, trái lại. Cảnh nghèo nàn đó lại giúp cho Martin sớm hiểu cuộc đời và khinh chê thói đời, để chỉ tôn thờ một Thiên Chúa và rộng lòng thương giúp những người bần cùng. Ai ngờ được rằng một đứa trẻ da đen thiếu cha lại có thể vươn lên và tìm cho cuộc đời mình một ý nghĩa. Vậy mà cậu Martin đã làm được điều bất ngờ đó và là điều họa hiếm trong lịch sử các thánh. Chương 2. Chính sĩ bác ái tí hon. Đến tuổi khôn, Martin Porret nhận ra được số phận bi thảm của những lớp người cùng đinh trong xã hội. Đó là những lớp người nghèo đói, cơm không có ăn, những người bệnh tật, thuốc không có uống, hầu như có mặt khắp nơi, khiến Martin động lòng trắc ẩn và mong muốn phải làm một điều gì đó để cứu giúp. Nhưng làm thế nào để có thể giúp đỡ họ được? Martin đã tận dụng những lần mẹ sai đi mua vải, nghĩ là ít tiền để bố thí cho những người mà cậu cho là còn khốn cực hơn gia đình mình. Biết được mẹ cậu khó chịu và quả mắng, có lần tức giận quá, bà đã cho cậu những cái tát tai đau điếng. Martin chỉ cúi đầu vâng chịu và hứa không dám lấy tiền của mẹ nữa. Vì cảnh nghèo nàn quấn bách, lúc ban đầu bà Anna cũng lấy làm tiếc xót, nhưng sau này khi nghĩ lại, nhận ra được tấm lòng quảng đại của con, bà đổi thái độ sẵn sàng hỗ trợ con giúp kẻ cơ bản, làm mọi người chung quanh đều khen ngợi, thán phục. Càng khôn lớn, Martin càng nhận định cuộc đời sâu sắc hơn. Khi lên 7 tuổi, cậu đã có đủ sáng suốt nhận thấy rằng Lima là một thành phố đầy rẫy những cảnh bất công, mâu thuẫn. Bên cạnh những lối sống xa hoa tùy lạc, lại có những mảnh đời nghèo nàn cơ cực. May thay, tại Lima thời ấy còn có một số tông đồ nhiệt thành dẫn thân giúp đời. Trong đó, người ta phải kể đến Đức Giám Mục Tô Huy Bô, Thánh Rosa Lima thuộc dòng Ba Đa Minh, Thánh Gioan Masai, trợ sĩ dòng Đa Minh, các linh mục Francisco Solano, Pedro Urraca. Bao nhiêu gương sáng ấy tác động sâu xa đến tâm hồn Martin. Khi lên 8 tuổi, Martin có dịp gặp được cha ruột của mình, nhưng xem ra ông vẫn dừng nhưng không muốn nhìn nhận. Tuy rất buồn, nhưng cậu không tủi thân và biết phó thác cuộc đời trong tay Chúa, là người cha nhân lành không bao giờ bỏ rơi con cái. Nhiều người cảm mến và khen ngợi Martin là cậu bé hiền hậu và quảng đại khác hẳn với những đứa trẻ cùng chẳng tuổi. Thấy cậu bị người cha hát hủi, họ càng tỏ lòng thương mến cậu hơn và cảm thông với hoàn cảnh của bà Anna Villacua. Nhận thấy cách sống tốt lành của mẹ con bà Anna và dư luận không mấy thuận lợi cho mình, ông Joan Porret bị lương tâm cắn rứt. Sau đó ít lâu, ông đến đón Martin về ở với mình tại San Diego, Gayaqui, và nhờ một linh mục giúp đỡ dạy dỗ. Nhưng 2 năm sau, khi được cử làm thống đốc thành phố Panama, ông thấy không thể đem Martin theo, nên đã giao lại cho bà Anna. Lúc ấy đang sống với gia đình một người Tây Ban Nha ở Lima. Là người mẹ hiền lành đạo đức, bà Anna đã tận tâm nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con được tiếp tục đi học. Phần Martin, sau khi trở lại Lima,
vẫn cố gắng miệt mài học tập và nuôi chí hướng dấn thân giúp đời. Chương 3. Trên đường sự nghiệp. Năm lên 12 tuổi, bà Anna lo lắng sắp xếp cho Martin theo học nghề thuốc với y sĩ Marcelo. Cậu lấy làm sung sướng được theo học một nghề hợp ý với sở thích của mình. Hy vọng với nghề y tá trong tay, cậu sẽ có điều kiện xả thân giúp đời. Vì vậy, Martin nỗ lực học hành qua việc tìm hiểu cặn kẽ tính dược trong các loài thảo mộc, nghiên cứu y pháp chữa mọi thứ bệnh, từ việc nhổ răng, giải phẫu, đến cả việc chữa trị các chứng bệnh nan y và cách chế biến các loại dầu thoa bóp. Nhờ tính hiếu học của các năng khiếu nghề thuốc, Martin nhanh chóng thành đạt. Chẳng bao lâu, cậu được đi tập sự trong các bệnh viện, trại giam hoặc trạm xá trong thành phố Lima. Từ khi vào nghề, Martin tỏ ra một nhân viên tận tâm, nhã nhặn. Cậu không hề từ chối một việc nào, dù khó khăn đến đâu, nhọc nhằn cách mấy. Cậu làm việc suốt ngày, hầu như không nghĩ gì đến bản thân. Tiền bạc kiếm được, cậu đem phân phát hết cho người nghèo. Vì quyết tâm trở thành một y sĩ chuyên môn, mong làm ích cho nhiều người, Martin vừa làm việc vừa nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Điểm đặc biệt là cậu vừa chữa bệnh vừa cầu nguyện. Thật vậy, khi chữa trị bệnh nhân, Martin đã trông cậy ơn Chúa hơn là tin tưởng vào tài năng của mình. Đằng khác, mặc dù bận rộn, Martin luôn biết thánh hóa công việc cho sáng danh Chúa. Ban ngày, tận dụng những giây phút rảnh rỗi, và ban đêm vớt giờ ngủ, cậu Martin cầu nguyện với Chúa. Một đêm kia, thấy có đèn sáng trong phòng cậu, bà chủ nhà tò mò nhìn qua lỗ khóa, thấy Martin đang quỳ khóc nức nở trước hành thánh giá. Với tài chữa bệnh ngày càng chuẩn xác, đi đôi với lời cầu nguyện của Martin, nhiều bệnh nhân đã được chữa lành. Uy tín nghề nghiệp của cậu đồn thổi lan rộng, nhất là nơi dân nghèo khổ, khiến từng đoàn người tìm đến xin giúp đỡ. Martin không hề từ chối một bệnh nhân nào, và cũng không bao giờ gắt giọng khi có ai đến nhờ vả, phiền hà. Lúc nào môi miệng cậu cũng liệm một nụ cười thật tươi. Vì vậy, những bệnh nhân trong nhà thương cũng như các tù nhân trong trại giam đều gọi cậu là ân nhân khả ái của mình. Martin quả là một thầy thuốc chẳng những có tài, có đức mà còn sống chân thành, khiêm tốn. Noi gương Chúa cứu thế, cậu đã cống hiến tuổi xuân mình để phục vụ xã hội thương đau. Chương 4. Ơn gọi đam mê. Với nghề y tế trong tay, Martin có dư điều kiện để tìm một chỗ đứng vững chắc trong xã hội và mau chóng trở nên khá giả. Nhưng cậu chẳng màng tới của cải, địa vị. Từ lâu, Martin cảm nhận được lời mời gọi sống đời tu trì và chỉ khát khao được hiến thân phục sự Chúa trong tu viện. Chính vì thế, người ta thường thấy Martin đến nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi của cha dòng Đa Minh, quỳ trước thánh thể và say sưa cầu nguyện. Sau một thời gian suy nghĩ, cậu quyết định chọn đời tu trì và đến gõ cửa tu viện xin nhập dòng Đa Minh. Với lòng khiêm tốn, Martin chỉ xin làm người lao công trong nhà dòng. Cha Johann Torrenzana bề trên nhắn tình tại Peru, biết tín nhân đức của Martin nên cho cậu được chọn như ý nguyện. Từ ngày sống đời tu trì, cậu chăm chỉ làm những công việc tầm thường và vất vả trong nhà dòng. Mặc dầu sống âm thầm và chỉ làm những việc hèn kém, nhưng thực hiện với đức vâng lời, nên Martin tiến mau trên đường chọn lành. Thầy cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa
9 năm sau. Bề trên tu viện nhận thấy lòng đạo đức chính chắn nơi Martin đã khuyến khích thầy hấn dòng để đời dân hiến có giá trị đầy đủ hơn. Từ khi trở thành tu sĩ, thầy Martin cố gắng sống hiền hậu, nhã nhặn và khiêm tốn hơn nữa. Thầy luôn giữ nét mặt vui tươi trong mọi công việc, dù là những công việc tầm thường, hèn kém nhất. Đối với bệnh nhân, thầy kiên nhẫn và tận tình chăm sóc, nhưng cương quyết không chiều theo ý thích làm cản trở việc chữa bệnh. Với kinh nghiệm hành nghề y sĩ, thầy Martin có một vốn tiếng phong phú về tâm lý bệnh nhân. Ai xem ra đau đớn, thầy đến an ủi. Ai có vẻ chán chường, thầy đến khuyên giải. Với tinh thần khiêm tốn và bao dung, thầy luôn muốn làm người phục dịch tầm thường trong tu viện và không muốn ai nhắc đến mình bao giờ. Một hôm, có tu sĩ thấy thầy đang giặt quần áo mới nói đùa rằng: "Này thầy Martin, tôi tưởng thầy đáng giúp việc ở tòa giám mục Mễ Tây Cơ hơn là làm việc tầm thường ở đây. Thầy nghĩ sao?" Mỉm cười, thầy Martin trưng câu Thánh Vịnh 83 để trả lời tu sĩ: "Tôi muốn ở địa vị tiểu tốt trong nhà dòng còn hơn ở vào vị trí sang trọng ngoài thế gian." Chương 5. Đức độ của thầy Martin. Hy sinh. Thầy Martin là người rất quảng đại hy sinh. Một lần kia, tu viện phải trả gấp một món nợ mà không tìm đâu ra tiền. Cha bề trên lo lắng và cuối cùng phải miễn cưỡng đem bán một vài báu vật của tu viện. Khi cha vừa mang ra khỏi cổng, thấy thầy Martin hối hả chạy theo vừa thở vừa nói: "Thưa cha bề trên, nhờ ơn Chúa con có cách trả nợ cho nhà dòng." Bề trên quay nhìn thầy ngạc nhiên hỏi: "Con trả nợ bằng cách nào?" "Thưa cha, con chỉ là người da đen hèn mọn, chẳng làm gì đáng giá cho nhà dòng. Xin cha bề trên cứ bán con đi, để có tiền thanh toán nợ nần. Biết đâu, trong tay kẻ khác, tuy vất vả, con sẽ trở nên hữu ích hơn. Xin cha cứ nghe lời con." Cha bề trên cảm kích trước nghĩa cử quên mình của thầy Martin, nhưng ngài không chấp nhận đề nghị đó và ân cần bảo thầy trở về tu viện làm việc. Hãm mình. Thầy Martin ưa thích hãm mình và thực hành khổ chế đến nỗi không mấy khi nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi trong phòng riêng. Thầy thức suốt đêm trông coi người đau ốm, cho đến khi mệt quá thì chỉ nằm trên chiếc chõng nghỉ một chút. Một ngày mùa đông giá lạnh, thầy bị cơn sốt rét hành hạ dữ dội mà vẫn không chịu nghỉ và cũng không dùng tí thuốc nào, làm sức khỏe kém dần. Các tu sĩ đi trình bề trên bắt buộc thầy phải trở về phòng nằm dưỡng bệnh. Vâng lời, nhưng thay vì nằm trên giường mềm êm ấm, thầy chỉ nằm trên giường thô lạnh lẽo. Có người lại báo cáo việc đó cho cha bề trên, nhưng ngài hiểu việc làm của thầy Martin nên giải thích: "Thầy Martin là người đạo đức, tính tình thầy ưa hy sinh hãm mình như thế." Dầu vậy, bề trên vẫn xếp ra lệnh cho thầy phải ăn uống, ngủ và nghỉ ngơi như các tu sĩ khác. Thầy khiêm tốn trả lời: "Thưa cha, chẳng lẽ cha lại ra lệnh cho con phải nằm trên giường nệm êm ấm, là thứ mà trước đây ngoài đời con chưa hề được dùng." Tuy thế, thầy cũng vâng lời nằm trên giường nệm, nhưng lại tìm cách khác hãm mình. Cha bề trên khi hay biết sự việc đã đến nhắc nhở thầy: "Thầy vâng lời tôi như thế à?" Thầy Martin liền thưa: "Thưa cha,
bệnh tình con đã thuyên giảm nhiều, con được ưu đãi như thế này là đủ lắm rồi. Con mặc quần áo, nằm trên giường nệm êm ấm là con đã tuân lệnh cha. Phần con chỉ đáng thế thôi. Thanh Bần. Sống trong tu viện, thầy chỉ dùng hai bộ quần áo đã cũ và vá nhiều mảnh, vì cho rằng người đã hiến thân cho Chúa thì mặc quần áo cũ xấu không phải là vấn đề. Theo gương sống khó nghèo của Chúa Giêsu, thầy chỉ thích mặc quần áo mà các tu sĩ khác lội ra. Bộ nào còn mới, thầy nhường cho anh em khác. Giày dép cũng vậy. Nếu tu viện phát cho đôi giày mới, thầy đem cho người khác sử dụng cho đến khi cũ mòn mới lấy về dùng. Có một tu sĩ cho thầy làm như thế là gàn dở nên hỏi: sao thầy lại làm điều dở hơi thế? Martin trả lời: dùng quần áo cũ, đi giày mòn thì không phải bận tâm gìn giữ, không phải mất thời giờ giặt giũ lau chùi, và nếu có thất lạc cũng chẳng tiếc sót. Phòng riêng của thầy Martin cũng tỏ ra tinh thần đơn giản và thanh bần, không bàn, không ghế, chỉ vỏn vẹn có cái giường để nằm nghỉ khi mỏi mệt, với tượng thánh giá, ảnh Đức Mẹ và thánh Đa Minh treo trên tường. Tuy có phòng riêng, nhưng thầy Martin ít khi ở đó. Thầy cần cù làm việc suốt ngày, hết ở trong kho quần áo, lại sang phòng bệnh nhân hoặc ra ngoài phố giúp đỡ người nghèo khổ. Những ơn đặc biệt. Một thanh niên Tây Ban Nha tên là Joan Vasquez phụ việc cho thầy Martin trong tu viện. Một đêm kia, cả thành phố Lima bị động đất, nhà cửa rung chuyển dữ dội. Anh Choàng thức dậy, sợ hãi chạy đến phòng thầy Martin tìm chỗ trú ẩn. Sau khi gõ cửa nhiều lần mà không có tiếng trả lời, anh đẩy mạnh cửa bước vào và thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Thầy Martin nằm bất động, đôi mắt đờ đẫn, hai tay dang rộng, trong phòng rực sáng như ban ngày. Anh đến gần và lay động thầy, nhưng không thấy phản ứng gì. Hoảng sợ, Joan Pasqui tưởng thầy Martin đã chết, liền bỏ chạy đi trình báo. Một đêm khác, Joan Pasqui vừa bước đến cửa phòng thầy Martin, thấy thầy quỳ lơ lửng trên không, hai tay dang rộng, đôi mắt nhìn thẳng lên tượng thánh giá. Anh khiếp sợ bỏ chạy đi tìm thầy Fidelio Aragon, phụ trách phòng khách, và kể lại cho thầy nghe biết chuyện. Thầy này mỉm cười nói: anh đừng thấy thế làm lạ, rồi anh sẽ thấy thầy Martin ngất trí nhiều lần như thế. Một hôm, thầy Martin Carizat vội vã đi tìm thầy Martin đến giúp cha Antonio Artfo đang hấp hối. Khi vừa bước đến cửa phòng, thấy thầy Martin đang bay bổng trên hông tượng thánh giá treo trên tường. Kinh ngạc trước việc lạ này, thầy vội đi báo tin cho hai cha Piero Borio Nivo và Esteban Mariano cùng đến chứng kiến. Các ngài vừa gặp chưa kịp nói gì, thầy Martin đã nói ngay: con đã biết và đến thăm cha Antonio. Bây giờ xin mời các cha cùng đến giúp ngài dọn mình chết lành, vì đã tới ngày giờ Chúa gọi về. Một đêm kia, đang khi anh em đọc kinh chung trong nhà thờ, bỗng thấy ánh sáng từ bàn thờ phát ra chiếu thoảng vào mặt thầy Martin đang khi ngất trí. Thiên Chúa đã làm việc lạ này để chứng tỏ cho anh em trong nhà biết thầy Martin đã sống đẹp lòng người. Chương 6.
sống ơn gọi đa minh. Như trên đã nói, sau 9 năm sống ơn gọi dòng ba ở tu viện, thầy Martin đã vâng lời về trên khẩn trọng trong dòng nhất, để cuộc đời dâng hiến cho Chúa được hoàn hảo hơn. Thầy am hiểu rằng, dù không có chức linh mục, không bước lên tòa giảng, nhưng vẫn có thể thi hành đắc lực việc tông đồ theo tinh thần thánh đa minh khi chu toàn các công việc trong tình yêu Chúa, như săn sóc bệnh nhân, dọn dẹp phòng ngủ, giặt giũ quần áo và nhiều công tác không tên trong tu viện. Martin cho rằng giúp những người nghèo khổ, bệnh tật và hấp hối cũng là một cách thức giảng thuyết để dọn đường cho các tu sĩ có chức linh mục thi hành tác vụ. Tưởng cũng nên lưu ý rằng cả cuộc đời gương mẫu của thầy chính là lời rao giảng sống động và tích cực, có sức thuyết phục cảm hóa nhiều tâm hồn. Cũng như thánh nữ Katharina Siena, thầy Martin được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần ban, mặc dầu không được học hành nhiều, vẫn có thể hiểu được những vấn đề thần học trong sách giáo lý của Thánh Thomas. Một lần kia, có hai sinh viên đang tranh luận vấn đề. Xét theo quan điểm nhân loại, thì giữa yếu tính và hiện hữu của Thiên Chúa, điều nào hoàn hảo hơn cả? Thầy Martin nghe được cuộc tranh luận đó đã góp ý: các thầy hãy tìm đọc trong sách Thánh Thomas xem đã trình bày vấn đề này thế nào. Theo thánh nhân, xét theo quan điểm nhân loại, thì sự hiện hữu hoàn hảo nhất, vì nó nói lên trọn vẹn bản tính của Thiên Chúa. Hai sinh viên thuật lại lập luận này cho cha Francisco là viện trưởng và cũng là giáo sư thần học. Cha này nhận định: thầy Martin quả là thông thái, thầy có được kiến thức của các thánh. Lần khác, trong một cuộc tranh luận giữa các giáo sư về một đề tài thần học, thầy Martin đã xin được đóng góp ý của mình với những lý lẽ trích dẫn trong bộ sách tổng luận thần học. Mặc dù thầy Martin đã làm nhiều việc lạ nổi danh, nhưng đừng quên rằng chính thầy lại luôn phát tín rằng cần phải chu toàn nghiêm túc những công việc tầm thường và nhỏ bé trong tu viện. Tu luật và hiến pháp dòng đa minh đã phát họa một nét sống thánh thiện mà thầy đã hết lòng tuân thủ. Nhờ đó, Martin đã đạt được sự trọn lành như Thiên Chúa muốn. Chính vì tuân giữ trung thành lề luật, vâng lời mong mắn và làm việc cần cù mà Thiên Chúa đã ban thưởng cho thầy thực hiện được nhiều việc lạ. Mặc dù các sử gia thế kỷ 17 công nhận các tu sĩ đa minh tại Nam Mỹ đều tuân thủ lề luật cách nghiêm minh, nhưng không phải tất cả đều là thánh. Còn nơi thầy Martin, tuy có nhiều bằng chứng bảo đảm về đời sống kỷ luật, nhưng thầy còn chú trọng trong việc thánh hóa bản thân hơn nữa. Vì thế, thầy luôn tận dụng mọi cơ hội thuận tiện để lôi kéo anh em khác đến sự trọn lành. Một lần, thầy có tu sĩ lấy làm phiền muộn vì phải mặc quần áo vải thô không được đẹp. Thầy Martin lúc đầu nghĩ rằng thầy đó vì bệnh tật nên phải dùng quần áo loại vải này, nhưng sau mới biết chỉ vì không còn vải tốt. Thầy liền đến các cửa hàng kiếm bằng được vải tốt để may cho thầy đó và các tu sĩ khác. Phải chăng việc làm của thầy Martin như thế là phóng khoáng, là quá dễ dãi? Thưa, không phải thế. Bởi vì chính thầy Martin thường chỉ mặc những quần áo cũ kỹ và chắp vá. Trong tu viện, có một cha trẻ thích ăn mặc chải chuốt, khiến một cha già rất lấy làm khó chịu. Tình cờ, trong một dịp cha trẻ này và thầy Martin đang đi bách bộ với nhau thì gặp cha già. Ngài mới lên tiếng hỏi:
Này, thầy Martin, thầy nghĩ sao về việc các cha trẻ thời nay thích ăn mặc dởm dáng? Thầy Martin trả lời, thưa cha, phải chăng đó cũng là dấu hiệu tốt lành của Chúa Quang Phật mà chúng ta chưa thể hiểu hết? Biết đâu, Ngài muốn nó để xin ích cho các linh hồn. Theo con, giả như có tội nhân rất nhút nhát và yếu đuối, tình cờ gặp được cha đó, biết đâu trước đây họ rất cố chấp, nay có thiện cảm với Ngài, muốn gần gũi và sẵn sàng xin bí tích hòa giải. Chính qua chi tiết tầm thường ấy mà ân sủng của Chúa lại tác động trên họ. Còn nếu như tội nhân đó gặp một cha ăn mặc xuề xòa, mang giày cũ kỹ, khuôn mặt câu có, lông mày trợn ngược gần giống như cha, thì chắc là khiếp hãi, xa tránh chẳng còn nghĩ gì đến việc sám hối. Thầy Hoa Thiên còn chứng tỏ tình thương đặc biệt đối với các tập tinh là mầm non của dòng. Ngày kia, đến thăm một thầy tập vị Tây Tạng liệt dược, Martin mới hỏi, em thấy sức khỏe trong mình thế nào? Thầy tập liền đáp, dạ, em thấy mỗi lúc càng yếu đi, chắc giờ Chúa gọi đã gần. Xin thầy thêm lời cầu. Thầy Martin nói tiếp, không, em sẽ không chết đâu, em sẽ được khỏe lại và còn phải làm nhiều việc lợi ích cho các linh hồn. Lời trấn an đó sau này đã trở thành sự thật. Cha Thomas Rosary còn trẻ, đã nổi tiếng tài giỏi và nhân đức. Anh em trong dòng gặp nhiều triển vọng ở tương lai. Thế nhưng, cha đã mệnh yếu vì cơn bệnh trầm trọng, khiến mọi người đều thương tiếc. Người ta đã sắp xếp chương trình mai táng và chuẩn bị đưa cha vào nhà thờ lần cuối. Trong khi tu viện đang nguyện kinh thần phụ cầu cho người qua đời, thầy Martin đến phòng để thi hài, đóng cửa lại và âm thầm cầu khẩn với tượng chịu nạn, xin Chúa thương cứu chữa. Nguyện xong, Martin tiến lại gần thi hài và nói vào tai, cha Thomas ơi. Tức thì cha hồi sinh và bắt đầu thở lại. Chứng kiến phép lạ, tu sĩ Ferdinand Aragon là thầy giữ cửa tu viện đã thốt lên, tạ ơn Chúa quyền năng đã thương cho kẻ chết rồi được sống lại nhờ lời khẩn cầu của một tu sĩ thánh thiện. Thầy Martin vội ra khỏi phòng và đến nói với các tu sĩ trong cung nguyện, anh em hãy về xem, cha Thomas đã tỉnh lại rồi. Chương 7. Cha của người cùng khốn. Thầy Ehong mãn nguyện với những thành quả giúp đỡ những người xung quanh tu viện, nhưng còn đón tiếp tất cả những người bệnh tật, nghèo đói, đau khổ và tội lỗi khắp nơi. Ngài chăm sóc người này, an ủi người kia. Tu viện Đức Mẹ Mân Côi không còn đủ chỗ cho thầy thực hiện việc bác ái. Lòng quảng đại thánh thiện của thầy Martin đã thôi thúc ngài tìm đến những nơi ngoài thành phố Lima nữa. Ông Joan Tiriro là bạn thân mời thầy đến thăm và xin chữa bệnh đau cuống họng. Sau khi thăm hỏi một lúc, thầy xin kiếu từ ra về và nói, bệnh của anh thế nào cũng khỏi thôi, tôi xin lỗi vì có việc phải đi gấp. Trước khi ra đi, thầy để lại trên bàn một chai nước mà không nói gì. Ông cầm chai ngắm một ngụm nhỏ và rất ngạc nhiên vì thấy khỏi bệnh. Bây giờ ông mới hiểu lý do việc thầy Martin vội vàng cứu từ như thế là để tránh những lời khen ngợi. Đứa tớ gái của ông đang mắc bệnh nám da mặt, chứng kiến việc lạ lùng trên, thừa cơ hội cũng lấy nước còn lại để lao. Thật lạ lùng, cô được khỏi bệnh ngay tức khắc, lúc da lại trắng mịn.
xem kỹ nước còn trong chai, người ta thấy đó chỉ là nước lã bình thường. Một người da đen kia bị vết thương trầm trọng, có thể nguy đến tính mạng, được thầy Martin xức cho chút thuốc bột và băng lại. Chỉ 4 ngày sau, vết thương lại hẳn. Thầy còn chữa khỏi chân một người da đen khác bị sao quản, chỉ bằng một dấu thánh giá trên vết thương. Bà Elizabeth Archie mắc bệnh thổ huyết, tình trạng đến hồi kiệt sức, được thầy đến cứu chữa cũng chỉ nhờ một dấu thánh giá. Ông Joan Crabtree thường đi phục việc với thầy tại các miền xa. Một lần, vì đi bộ quá nhiều, hai chân bị sưng phù không thể cất bước trở về tu viện được. Nhờ dấu thánh giá Martin làm trên vết thương, cậu lại có thể tiếp tục hành trình. Em ruột của thầy Martin là cô Joanna ở ngoại ô thành Lima, có một người tớ gái bị tai nạn, thương tích trầm trọng trên mặt. Biết tin, thầy Martin vội vàng đến thăm và chỉ có làm dấu thánh giá trên mặt, vết thương được khỏi ngay. Thầy Lewis Cottieri là tập sinh thuộc tu viện Thánh Madalena ở Lima, bị vết thương sưng mủ rất nặng nơi hai ngón tay. Tình cờ hôm đó khi đến thăm thầy Joan Maisen, nghe biết tình trạng trên, Martin bảo tập sinh cho xem và an ủi: "Em đừng lo, Chúa quyền năng sẽ cứu chữa để em tiếp tục dâng hiến cuộc đời phục sự Ngài." Nói xong, thầy lấy một chút thuốc bột cho vào hai ngón tay đau của tập sinh này, rồi làm dấu thánh giá. Hôm sau, vết thương khỏi hẳn, nước da mịn nhiều bình thường. Thầy Martin cũng làm nhiều việc lạ cho các anh em trong tu viện Đức Mẹ Mân Côi, điển hình như sau. Cha Louis Dalubuc bị bệnh xương phổi trầm trọng, đã hết thuốc chữa, chỉ còn lo dọn mình chết lành. Khi thầy Martin đến thăm, bệnh nhân cảm thấy vững tin và hy vọng được thầy chữa khỏi, nên nói: "Này thầy Martin, không còn thuốc nào chữa được bệnh của tôi, xin thầy lại đây đặt tay lên ngực tôi xem sao." Biết cha đang đau đớn lắm, thầy làm theo lời yêu cầu, tức thì bệnh nhân cảm thấy đỡ hẳn và dễ chịu khoan khoái trong mình. Ngài dâng lời cảm tạ: "Tạ ơn Chúa, con lại có thể tiếp tục làm việc được rồi." Lần khác, cha Pedro Montestroca bị bệnh hoại thư, chân lở lét rất đau đớn, đến nỗi có thể phải cưa. Ngài có tiếng là tính tình nóng nảy, không ai dám đến gần. Được ơn soi sáng, biết cha đang cơn đau đến nơi sản, ước ao được ăn thứ gì cho dịu mát, thầy Martin không ngần ngại đưa ngài dùng một đĩa rau muống trộn dầu chấm. Vừa dùng xong, cha liền trở nên vui vẻ chưa từng thấy, tâm hồn khoan khoái, vẫn tin vào ơn Chúa và khả năng của thầy Martin. Cha xin thầy để tay lên vết thương và cầu nguyện cho mình. Thầy Martin vâng lời làm theo. Trong chốc lát, cha thấy mình khỏi bệnh, đứng lên đi lại được như người khỏe mạnh. Quả thật, thầy Martin nhiều khi không dùng thuốc men, mà chỉ cần đụng tay đến người bệnh nhân cũng được khỏi. Nhưng thầy không nhận mình có tài gì hết, chỉ khiêm tốn chữa một cách âm thầm. Mỗi lần đi đường, thầy Martin thường mang theo cơm áo cũng như mang thuốc men. Đi đâu và ở đâu, bao giờ thầy cũng đem đến một bầu không khí hy vọng và vui vẻ nhất là nơi những người nghèo nàn đau yếu. Martin có tài tiên đoán những nơi cần cứu trợ. Mỗi khi làm xong bổn phận trong tu viện, thầy xin phép ra phố tìm gặp những người đau khổ để cứu chữa họ. Biết bao lần, thầy đã giải quyết cho những người cùng khốn sống trong những túp lều rách nát, mà vì kế sinh nhai phải làm những công việc bần tiện không xứng nhân phẩm. Suốt mấy tháng trời,
chiều nào người ta cũng thấy thầy vác trên vai những thức ăn và quần áo đến đồn lính Cao Lao, cách thành Lima 8 cây số, trên con đường dốc gồ ghề và trơn trượt để giúp đỡ những người binh sĩ nghèo. Khi không còn gì để trao tặng cho những người túng đói, thầy cũng tìm ra một cách nào đó để thể hiện lòng bác ái. Một lần, đi ngang qua khám đường thành Lima, thầy thấy một đám tù nhân lao động vất vả, đói khát, nhưng trong tay không có của gì. Chỉ một lúc, sực nhớ còn cái nón, thầy đem bán lấy tiền giúp đỡ họ một cách nào. Cô Catalina Forrest, cháu ruột của thầy Martin, thuật lại rằng, một ngày nọ, bác tôi triệu tập những người nghèo khó đến nhà một thương gia trong thành phố, nơi tôi có gửi số tiền lớn. Thầy xin lấy số tiền này ra để mua quần áo, giày dép cho họ, và lẽ tất nhiên tôi không chấp nhận. Thấy thái độ cứng cỏi của tôi, thầy ông tồn nói, cứ để cho bác mượn, bảo đảm rồi đây sẽ có người trả lại cho cháu, đừng lo. Quả thật, không hiểu bác tôi can thiệp cách nào mà chủ hãng buôn ấy ngay ngày hôm sau báo cho tôi đã có người trả lại tôi đủ số tiền. Lần kia, khi đi đường gặp một người nghèo khổ, mình đầy gã lỡ hoi hám, thầy liền cõng người ấy về phòng mình, rồi đặt trên giường, tắm rửa, thay quần áo và cho ăn uống, và tận tâm chăm sóc người bệnh tri kỷ. Thấy thế, một tu sĩ khó chịu và ra như khiển trách thầy đã đem một người đứa ăn mày dơ bẩn về phòng và làm cho nằm trên giường trái luật lệ. Thầy Martin ôn tồn đáp, thưa thầy, tôi thiết tưởng việc thương giúp kẻ hoạn nạn có giá trị hơn là giữ sạch sẽ giường chiếu. Theo tôi, miễn chiếu có dơ bẩn thì chỉ cần một chút xà bông là giặt sạch được ngay. Nhưng những vết thương do xã hội bất công và ích kỷ xảy ra thì cả suối nước mát nhân loại cũng không rửa sạch hết. Chương 8. Chiến sĩ bác ái xã hội. Hầu như suốt ngày, lúc nào cũng có người thiếu thốn đến xin thầy Martin cứu giúp. Kẻ xin ăn, người xin uống, kẻ xin chữa bệnh, người xin cầu nguyện. Thầy ân cần tiếp đón tất cả, không phân biệt màu da tiếng nói, giai cấp xã hội, đồng thời cho họ ăn uống, chăm sóc, chữa bệnh và dạy họ đạo lý. Khi phòng chữa bệnh hết chỗ, thầy đưa họ về nằm trong phòng riêng hoặc phòng nào còn trống của tu viện. Số bệnh nhân tăng nhiều quá, đến nỗi cha bề trên phải giới hạn, không cho nhận thêm nữa, nhưng vẫn cho phép thầy săn sóc họ ở nơi khác. Thế là, thầy xin ngôi nhà của cô em ở ngoài ô Lima để có thêm chỗ đem những người xấu số đến đó cấp cứu và chăm sóc. Một buổi tối trời, trên đường trở về tu viện, thầy Martin gặp người da đen bị cướp đánh, nằm quằn quại trên vũng máu bên vệ đường. Thầy vội vàng băng vết thương cho nạn nhân, rồi cõng về tu viện, cho nằm trên giường của mình, có ý cấp cứu nhân mạng khỏi cơn nguy tử, rồi sẽ đưa đến nhà cô em để điều trị. Không may, cha bề trên biết chuyện, tưởng thầy không tuân lệnh nên gọi đến, vừa muốn khiển trách, vừa muốn thử lòng khiêm tốn của thầy. Cha nói, tôi đã cấm thầy, cũng như các thầy khác, không được tự tiện đem bệnh nhân vào trong phòng riêng. Sao thầy không vâng lời? Thầy đã lỗi luật và phải chịu hình phạt. Thầy Martin cúi đầu nhận lãnh mà không biện minh. Ít hôm sau, gặp cha bề trên, thầy khiêm tốn quỳ trước mặt ngài xin tha lỗi. Cha ân cần nói, xin thầy hiểu cho, tôi chỉ có ý quở phạt tội bất tuân, chứ không thiện trách lòng bác ái của thầy. Thầy Martin khiêm nhường thưa lại,
xin cha tha thứ và chỉ giáo cho con. Con chưa được biết việc từ thiện phải nhường bước cho sự vâng phục. Trước câu trả lời hợp lý đó, cha bề trên có thái độ dễ dãi hơn và khuyến khích thầy tiếp tục làm việc từ thiện như trước. Thầy Martin hết sức cảm động và phấn khởi trong việc dấn thân giúp đời. Ngoài những bệnh nhân ở tu viện và nhà cô em, thầy Martin còn chăm sóc bệnh nhân ở rải rác nhiều nơi khác. Người ta không hiểu thầy xoay sở cách nào mà có thể vừa chu toàn bổn phận thường xuyên trong tu viện, lại vừa có thời giờ săn sóc những người thầy muốn giúp đỡ. Đó là chưa kể đến công tác hàng ngày ở trại cải tạo Lima Cabo, cách tu viện 2 cây số. Cứ mỗi lần trên đường về tu viện, thầy lại ghé thăm, băng bó vết thương và cho họ thuốc men. Khi nhận thấy người nào tỏ ra uất hận, muốn nổi lên bạo động, thầy lại tìm hết lời an ủi, làm vơi đi nỗi lòng tâm tích của họ. Khi gặp người hấp hối không ai chăm sóc, thầy mời linh mục đến, giúp họ lãnh nhận các bí tích sau hết. Và nếu qua đời mà quá nghèo khổ, thầy tự đảm nhận việc tẩm liệm và mai táng. Vào thời cao điểm, mỗi ngày thầy Martin trợ cấp cho khoảng 160 người. Hàng tuần thầy phải chi một số tiền khoảng 2.000 đô la. Nhưng làm sao có tiền? Thật ra Chúa quan phòng đã lo liệu tất cả. Trong số người Tây Ban Nha đến lập nghiệp tại Lima, nhiều gia đình làm ăn phát đạt, thấy thầy rộng lòng thương giúp người nghèo, biết dùng tiền của để làm ích cho xã hội, nên sẵn sàng ủng hộ. Sẵn trí thông minh, thầy Martin tổ chức công cuộc cứu trợ rất chu đáo, nhưng không bao giờ tự kiêu tự đắc. Vì thương xót những người cùng khổ, thầy nhiệt thành mở rộng lòng bác ái cứu trợ và cải thiện đời sống cho họ. Thầy Martin tỏ lòng thương yêu cách đặc biệt đối với những trẻ mồ côi mà xã hội bỏ rơi. Để cứu vãn cuộc đời các em, thầy nhận thấy điều kiện tối cần là phải có cô nhi viện, có trường học cho các em học tập để trở nên người lương thiện mai sau. Bởi vậy, thầy vận động và gõ cửa các nơi, từ các cơ quan chính quyền đến các cơ sở tư nhân, tha thiết kêu gọi mọi người tộc tác. Nhờ ơn Chúa, thầy được nhiều người ủng hộ. Trong những thương gia quảng đạo, có ông bà Matthew Pastor đã dâng cúng tài sản xây dựng một trường học và một cô nhi viện lấy tên là Thánh Giá. Nhà trường đã đem lại những kết quả tốt đẹp trong lĩnh vực xã hội cũng như tôn giáo, vì đã đào tạo nên những thanh thiếu niên nam nữ có ích cho xã hội. Thầy Martin đã tận tình giúp đỡ đồng bào của thầy. Ai đói, thầy cho ăn. Ai khát, thầy cho uống. Ai đau khổ, thầy nâng đỡ. Ai dốt nát, thầy dạy dỗ khuyên răng. Bắt đầu từ những người bà con thân thích cho đến những kẻ xa lạ, không một ai không được bàn tay thầy giúp đỡ. Thiên Chúa đã chọn thầy Martin để phân phát hồng ân của người cho nhân loại. Trước hết, ta không lấy làm lạ khi thấy thầy Martin đã quan tâm cứu giúp những bà con họ. Thầy đã giúp đỡ cô em Joanna, chẳng những về vật chất mà còn về tinh thần nữa. Có lần, hai vợ chồng cô em gây lộn với nhau và quyết định ly dị. Láng giềng khuyên can không nổi. Biết tình thế trên, thầy Martin lật đật tìm tới, mang theo một giỏ trái cây, bánh mì và rượu vang. Vừa trông thấy thầy, vợ chồng cô em liền làm điều, cúi mặt im lặng. Không cần ai báo cáo, Martin cũng biết được nguyên nhân của gây lộn này. Thầy ôn tồn giải đáp những khúc mắc bằng những lời lẽ thiết tha và yêu cầu họ làm. Hai người thức tỉnh như vừa qua cơn ác mộng.
hối hận và tha thứ cho nhau. Những người được chứng kiến sự kiện này chung vui với hai vợ chồng. Sẵn có giỏ thức ăn của thầy, họ chia nhau ăn vui vẻ. Lima là nơi có nhiều vườn trồng cây ăn trái, nhưng hay mất trộm vì lắm người túng đói. Là một tu sĩ có óc thực tế, thầy Martin nghĩ ra phương pháp giải trừ nạn trộm cắp. Nhận thấy ở gần thành phố có một ngọn đồi bỏ hoang vì đất không được gì nhiêu, thầy quyết định phủ xanh vùng đất khô trọi này. Trong những ngày ít công việc, thầy đem cây ăn trái tới vuông trồng và chăm sóc. Ngày qua tháng lại, cả một khu đồi rộng lớn dần dần được bao phủ các loại cây ăn trái. Ít năm sau, khi chúng bắt đầu khai hoa kết quả, thầy cho những người nghèo đến hái trái ăn và nhân cơ hội khuyên họ bỏ thói trộm cắp. Quả nhiên, phương pháp này đạt được hiệu quả tốt đẹp. Nạn trộm cắp bớt hẳn. Bây giờ, các chủ vườn ở Lima mới hiểu ý nghĩa sâu xa công việc khai hoang mà thầy Hoa Thiên đã theo đuổi mấy năm liền trên quả đồi khô cằn. Họ không ngớt lời khen ngợi lòng quảng đại, hy sinh đầy khôn ngoan và thực tế của thầy. Đó là đặc ân Chúa ban cho thầy Martin, một người da đen mang hai dòng máu, xuất thân từ địa vị thấp kém trong xã hội, mà lại thực hiện được nhiều công tác xã hội hữu ích, lưu danh muôn đời. Chương 9. Bác ái đối với loài vật cũng như Thánh Francisco khó khăn. Thầy Martin cho rằng mọi động vật, dù là những con nhỏ bé, tầm thường, đều là những loài Chúa tạo dựng, nên thầy rất quý yêu và bảo vệ chúng. Một hôm, đang đi trên đường, trông thấy con chó bị vết thương đẫm máu. Thầy đến gần và nói, tội nghiệp mi quá, chắc muốn cắn người ta nên bị họ chém chứ gì. Thôi hãy theo ta về nhà, rồi ta sẽ chữa cho. Con chó ngước mắt nhìn thầy, coi bộ hiểu biết và ngoan ngoãn theo về tu viện. Thầy đặt con vật nằm trên chiếu, rửa vết thương và băng bó cho nó. Hai hôm sau, thấy vết thương đã khỏi, thầy thả nó trở về với chủ. Cha quản lý tu viện Đức Mẹ Mân Côi nuôi một con chó đã 18 năm. Khi thấy nó già yếu, ngài ra lệnh đập chết, nhưng thầy Martin cản ngăn và xin đem nó về phòng mình, rồi nói như trách móc ngài. Thưa cha muốn giết hại con vật từng là bạn trung thành của cha thế sao? Tuy nó là con vật đấy, nhưng đã giúp ích cha bao nhiêu năm qua. Dù nó có đau ốm, ghẻ lở đi nữa, con vẫn có thể chữa được. Nói đoạn, thầy Martin làm dấu thánh giá trên con vật. Nó liền khỏe mạnh, chạy tung tăng xuống bếp tìm ăn. Một hôm, biết tin con lừa của một người Ấn Độ xa hố sâu đang hết sức vùng vẫy mà không sao lên được, thầy chạy đến trên miệng hố và hô lớn tiếng, lừa ơi, mi là tạo vật Chúa, hãy lên đi. Thầy vừa dứt lời, con vật từ dưới hố lanh lẹ nhảy bật lên được. Lần khác, có con bò đực phát điên chạy phỏng ra đường làm cho dân chúng hoảng sợ. Trên đường về tu viện, thấy cảnh hỗn loạn, thầy Martin đón đường con vật còn đang hung hăng. Bằng cử chỉ dịu dàng, thầy ra lệnh cho con vật đứng khựng lại và trở nên hiền lành như trước. Lòng thương xót của thầy Martin cũng trải ra đến cả những con vật hay làm hại nữa. Ngày kia, có con chuột không biết từ đâu kéo đến tu viện Đức Mẹ Mân Côi cắn phá quần áo đồ đạc. Các thầy dòng tìm cách bỏ thuốc độc để tiêu diệt bọn chúng. Động lòng thương, thầy gọi một chú chuột ngắt đến và bảo, này chú chuột,
bọn mi sắp nguy khốn rồi đấy. Hãy chạy đi báo gấp cho đồng bạn về tập trung lại ở cuối vườn. Ta hứa, ta sẽ nuôi sống nếu bọn mi không làm hại tu viện nữa. Nghe tin ấy, chú chuột nhắt nhanh nhẹn chạy báo tin cho đồng bạn. Và trong chốc lát, từng đàn chuột lớn, chuột nhỏ theo sát chân tường bò về phía cuối vườn. Giữ lời hứa, hàng ngày thầy Martin đem đồ ăn vui chúng. Từ đấy, tu viện không còn bị nạn chuột phá hoại nữa. Do đó, người ta khôi hài nói rằng thầy Martin là ông ban trưởng loài chuột. Người ta còn cho thầy Martin là thợ sáo, vì liên tưởng đến câu chuyện của thi sĩ Robert Browning. Chuyện đó thật rằng, có một nhạc sĩ dùng tiếng sáo để điều khiển đàn chuột đang phá hoại thành phố Hemmeli. Khi nghe tiếng sáo hấp dẫn của nhạc sĩ này, chúng xếp thành đoàn lũ tiến ra bờ sông, như đoàn quân trật tự, rồi nổi hứng nhảy ào xuống sông chết hết. Ông thị trưởng thành phố thưởng công nhạc sĩ đó 1.000 Mỹ kim. Nhưng đó là một cách mê hoặc để sát hại loài chuột. Còn thầy Martin không tiêu diệt mà còn nuôi nấng và cấm được chúng không phá hoại. Nhiều trường hợp lạ lùng khác chứng tỏ tài khéo léo huấn luyện của thầy Martin khiến cho bọn chó, mèo, chuột ăn chung, ở chung mà không tranh giành cắn xé nhau. Thật ra, những cảnh tượng lạ lùng này biểu lộ được tấm lòng từ ái sâu xa và chân thành của tu sĩ da đen Martin. Chương 10. Tinh thần khổ chế. Thầy Martin xác tín rằng sống khổ chế là điều rất cần trong đời tu trì. Vì vậy, thầy đem hết nghị lực và can đảm tận dụng mọi cơ hội để thi hành. Mặc dù các tu sĩ cũng như dân chúng trong thành phố đều biết việc khổ chế của thầy, nhưng thầy vẫn khiêm tốn, coi đó là việc bình thường của đời tu và không muốn cho ai biết đến việc này, cũng như các công cuộc từ thiện bác ái của mình. Những người thân thiết biết đời tư thầy Martin có thuật lại: việc hành xác của thầy không phải mới bắt đầu từ ngày đi tu. Trước đây, Martin có thói quen hành xác nghiêm khắc bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng thầy cố giấu kín, không muốn cho ai biết. Vì thế, bề ngoài người ta chỉ thấy thầy là một tín hữu nhiệt thành mến Chúa và tận tụy giúp đỡ người đau khổ. Đối với Martin, sự đau khổ rất có giá trị để xin lòng xót thương của Chúa. Một người bạn hỏi sao thầy hành xác như thế. Thầy trả lời: vì tội lỗi tôi quá nhiều, cần phải khổ chế để đáng được Chúa tha thứ. Thầy Martin chỉ ăn uống vừa đủ để sống, như nhiều con cái cha thánh đa minh. Thầy thường ăn chay nhiều ngày trong năm, đặc biệt trong tuần thánh, chỉ dùng bánh mì và nước lạ. Còn từ thứ năm tuần thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh, thầy không ăn uống gì cả. Trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, các tu sĩ thường được phép ăn uống khá hơn, nhưng thầy Martin chỉ ăn rau và các loại khoai củ. Tuy kham khổ như vậy, thầy vẫn có sức làm việc gấp đôi người khỏe mạnh. Noi gương thánh tổ phụ Đa Minh, mỗi đêm thầy đánh tội 3 lần. Thầy thường quỳ trước tượng thánh giá trong phòng hội tu viện, suy gẫm sự thương khó Chúa cứu thế. Thầy cho rằng nỗi đau đớn của mình chưa thấm vào đâu khi đem so sánh với những cực hình Chúa phải chịu sau khi hành khổ thân xác. Thầy Martin mới về phòng ngã lưng trên chiếc giường thô hoặc gục vào góc nhà nghỉ cho đến sáng. Tuy ngày nào thầy Martin cũng hành khổ thân xác như vậy, nhưng thầy vẫn bình tĩnh vui vẻ, làm việc mau mắn như người bình thường. Cha bề trên Gaspar Sodana thấy cần phải nêu gương khổ hạnh của thầy cho hậu thế, nên truyền thầy phải tường trình.
cha hỏi: Phải chăng thầy đã noi gương cha thánh Đa Minh mỗi đêm hành xác 3 lần? Martin bối rối và ngại ngùng khi phải trả lời câu hỏi này, nhưng vì vâng lời đành đáp: Vâng, thưa cha, khi nào Chúa muốn, Ngài sẽ cho cha biết. Chuyên con chỉ xin thú thật, con đã noi gương thánh tổ phụ mỗi đêm hành khổ thân xác 3 lần. Và thầy hạ thấp giọng tha thiết: Con đã trình bày đầy đủ, xin cha bề trên đừng hỏi thêm. Cha bề trên cảm động, không dám hỏi điều gì nữa. Bao nhiêu việc hãm lệnh ấy, Martin đã hết sức giấu kín. Nhưng Chúa khôn ngoan vô cùng, không muốn đèn sáng để giúp. Ngài muốn cho nhiều người biết cuộc sống khổ hạnh của thầy Martin để suy nghĩ và noi gương. Vì thế, có người được mục kích những việc khổ hạnh và thuật lại cho hậu thế. Chương 11. Tình bạn thắm thiết. Có người lầm tưởng rằng đạo đức có phải là gương mặt nghiêm nghị, thờ thẫn, ủ rũ và yếu thế. Thật ra không phải thế. Người đạo đức cũng vui vẻ hồn nhiên. Trong khi giao thiết với tha nhân, họ biểu lộ nét đơn sơ, chân thành, nhưng không kém phần lịch thiệp. Thầy Martin đã thể hiện gương mẫu đạo đức ấy. Thầy giao tiếp với mọi giai cấp, từ những người có địa vị cho đến thứ dân. Ai có dịp chuyện trò với thầy đều xin lòng yêu mến. Thầy thường lui tới thăm hỏi các tu sĩ bạn trong các tu viện khác. Trong cuộc gặp gỡ này, câu chuyện của thầy không ra ngoài vấn đề động viên nhau tiến tới đời sống trọn lành qua việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Trong số các bạn hữu có thầy Joan Marsan thuộc tu viện Thánh Madalena, là thân thiết với thầy hơn cả. Thầy này nhỏ hơn Martin 16 tuổi, xuất thân từ một gia đình quý phái, gốc Tây Ban Nha bị phá sản. Khi còn ở quê hương, Joan Maisan phải làm thuê độ Nhật. Sau cậu theo đoàn tàu vượt biển sang đất Mỹ Châu và lần mò xuống miền Nam kiếm sống. Tới Lima, khác với các người lính Tây Ban Nha, tham lam đi tìm vàng bạc của cải, Joan phân phát hết mọi tài sản chàng có cho người nghèo. Danh tiếng đồn xa, cậu lại được nhiều người ủng hộ giúp tiền bạc để tiếp tục công việc tốt đẹp đó. Trong khi làm việc từ thiện này, Joan đã gặp thầy Martin, thầy đồng chí hướng. Cả hai đã kết nghĩa để cùng cộng tác làm việc. Sau đó ít lâu, Joan xin vào dòng Đa Minh tại tu viện Thánh Madalena. Thế là thầy Joan cũng như thầy Martin cùng tu trong một dòng, cùng theo đuổi một lý tưởng là thường giúp dân nghèo. Cũng như thầy Martin, thầy Joan suốt ngày tận tụy với đám người đói khổ đến nỗi quên ăn bỏ ngủ. Những người nghèo khó rất thích nghe thầy giảng dạy giáo lý. Người ta mộ mến vì tư cách giản dị, lời lẽ thành thực dễ thu phục nhân tâm của thầy. Khi dạy dỗ, Joan không dựa vào sách vở cho bằng dựa vào kinh nghiệm sống đức tin của mình. Một lần gặp gỡ, hai thầy Martin và Joan thường đưa nhau đến cầu nguyện trong góc vườn thăng vắng. Lời cầu của hai tâm hồn thánh thiện này sốt sắng biết bao. Hai người đi khác nhau về dòng dõi và màu da. Một người quý tộc da trắng, một người da đen hèn mọn, nhưng đã kết nghĩa tri ân trong tình yêu cao thượng. Vì thế Thiên Chúa ban cho hai thầy làm được nhiều ơn lạ để cứu nhân độ thế. Chương 12. Xuất hiện khác thường. Trong những chuyện thần thoại hay tiểu thuyết kiếm hiệp,
người ta thường kể đến những phép đằng vân độ thổ. Người đang ở nơi này, thoáng chốc lại có mặt nơi kia. Nhưng đấy chỉ là những chuyện tưởng tượng. Thế nhưng đối với Thiên Chúa toàn năng, việc đó không có gì khó khăn. Ngài có quyền ban cho một số người khả năng xuyên qua bức tường, nhập vào phòng kín hoặc vượt qua trùng dương trong nháy mắt. Thầy Martin là một trong những người được Thiên Chúa ban cho đặc ân đó. Trong thời Ngài, thành phố Lima gặp phải cơn dịch hoành hành. Có tới hơn 60 tu sĩ và học sinh trong tu viện Đức Mẹ Vân Côi bị lây bệnh, nằm la liệt khắp nơi trong nhà. Giữ trách nhiệm y tế một mình, thầy Martin phải trông coi tất cả bệnh nhân. Vậy mà lạ lùng thay, bất cứ bệnh nhân nào cần cấp cứu là tức khắc có thầy ngay bên cạnh với các loại thuốc sẵn sàng. Một tu sĩ đau nặng phải nằm liệt giường tại trường học. Giữa đêm khuya, cơn bệnh đột nhiên biến chứng trầm trọng. Tức khắc có thầy Martin hiện diện ngay bên giường để cứu chữa trong khi cửa vẫn đóng kín. Một đêm khác, thầy Francisco Velasco đau liệt nằm một mình trong phòng. Bệnh của thầy trở chứng nguy kịch, khiến thầy hoảng sợ sẽ chết. Mà không có ai bên cạnh trợ giúp. Bỗng, thầy Martin xuất hiện, đứng ngay bên giường, mang theo thuốc chữa cho bệnh nhân. Ngạc nhiên, thầy hỏi: "Này, thầy Martin, ai báo tin cho thầy biết tôi đang đau nặng?" Mỉm cười, Martin trả lời: "Yên chí đi, không cần hỏi han vô ích, thầy không chết đâu mà sợ, cứ uống mấy viên thuốc này là khỏi." Mấy năm sau, thầy Francisco được làm linh mục mới thuật lại chuyện lạ lùng này cho cả nhà dòng nghe. Cha giáo tập lấy làm ngạc nhiên nói: "Có thể nào xảy ra như vậy được? Tôi nhớ thời gian ấy, chính tay tôi thường xuyên khóa các cửa rất cẩn thận và chính tôi giữ các chìa khóa." Cha tỏ vẻ hoài nghi và từ đó để ý theo dõi xem thầy ra vào phòng bệnh của tập viện bằng cách nào. Một đêm, sau khi kiểm soát và đóng hết các cửa phòng bệnh nhân đã lâu, nhiên cha lại trông thấy thầy Martin đang chăm sóc một tập sinh. Ngài tự hỏi: "Lạ lùng thật, Martin vào đây bằng lối nào?" Cha nhất định theo dõi để khám phá đường đi nước bước của thầy. Ngài nép mình vào một góc tối trong hành lang, hai mắt mở to như dán vào cửa phòng bệnh nhân, đợi xem thầy Martin ra khỏi phòng như thế nào. Đợi hoài không thấy ra, cha mới vào phòng bệnh thì thầy Martin không còn đó nữa. Kiểm soát lại các cửa, cha thấy vẫn khóa cẩn thận và chìa khóa đang còn treo ở thắt lưng. Lúc này cha mới sững sờ và tạ ơn Chúa đã cho thầy Martin khả năng thật lạ lùng. Ông Rodrigo Molander bị nhọt độc làm sưng vù ở chân, nằm một mình trong phòng khóa kín cửa. Tới đêm, bị vết thương hành đau đớn, ông gào như điên dại: "Trời ơi, đau nhức thế này chịu sao nổi, khổ quá. Có ai nghe xin mau đến giúp đỡ tôi với." Ông vừa dứt lời, thầy Martin liền xuất hiện, mang nước nóng và thuốc đến chữa trị vết thương. Ông Rodrigo tưởng mình chiêm bao vì tu viện thầy ở rất xa nhà ông. Việc lạ này, linh mục Joan Molander là con trai của ông Rodrigo đã làm chứng trong bản án điều tra không chân phước cho thầy Martin. Ông Rodrigo còn kể lại một việc lạ nữa. Chính ông được mục kích sau khi tới thăm cha Joan Salimas đang đau nặng về dạ dày nằm tại bệnh viện.
cha này bị thổ huyết, rất khát nước và tỏ ý muốn xin uống. Ngay lúc đó, thầy Martin xuất hiện trước mặt cha, bưng một ly nước đường cho ngài. Ông Rodrigo vô cùng ngạc nhiên vì thấy cửa phòng lúc ấy đang đóng và cài khóa mà thầy Martin vẫn vào được. Chương 13. Vượt trùng dương trong nháy mắt. Từ lúc thiếu thời, thầy Martin rất khát khao được sang Viện Đông truyền giảng. Chính vì mục đích ấy, thầy đã xin tu dòng Đa Minh, Chúa đã cho ngài được tội nguyện. Khi ban phép cho thầy được xuất hiện ở những phương trời xa để truyền giáo và giúp người nghèo khổ. Mặc dầu suốt đời tu thì chỉ ở nhà dòng Đức Mẹ Mân Côi ở tại Lima, vậy mà có nhiều nhân chứng đã trông thấy thầy xuất hiện ở Mexico, Pháp, Algeria, Phi Luật Tân và cả Trung Hoa nữa. Ông Francisco Montoya có quen biết thầy Martin. Khi bị án biệt xứ tại Phi Châu, ông và các bạn trong đề lao được một vị tu hành đến giúp đỡ. Do kỷ luật trại giam, ông không được phép hỏi quý dân, nhưng nhìn vào nét mặt khả ái, ông không hồ nghi vì đó chính là thầy Martin. Khi mãn hạn trở về Peru, việc thứ nhất của ông là tìm đến gặp thầy Martin. Sau khi tay bắt mặt mừng, ông xác định đúng là thầy đã có mặt tại Phi Châu. Lúc đầu, ông tưởng bề trên đã cho phép thầy sang đó giúp đỡ mình và các bạn. Nhưng khi hỏi ra, mới biết thầy vẫn ở nhà dòng. Để khỏi thắc mắc, ông đánh bạo hỏi rõ, nhưng thầy cứ mỉm cười và nói lảng sang chuyện khác. Một thương gia ở Lima thuật lại rằng, trước khi sang buôn bán tại Mexico, ông có tới thăm xin thầy Martin cầu nguyện cho mình gặp nhiều may mắn, vì ông tin lời cầu nguyện của thầy rất đắc lực. Chẳng may, khi vừa tới Mexico, ông lâm trọng bệnh. Trong cơn mê sảng, ông kêu lên, lạy Chúa, sao thầy Martin không tới đây cứu chữa con? Vừa dứt lời, đã thấy thầy tươi cười bước vào. Ông vội hỏi, thầy tới đây lúc nào vậy? Tôi vừa đến, thầy Martin đáp. Không để cho bệnh nhân hỏi thêm, thầy mong mắn pha thuốc đưa cho ông và nói, ông chịu khó uống thuốc này, chắc chắn sẽ khỏi. Ông tuân theo lời chỉ dẫn và được bình phục ngay, nhưng nhìn lại không còn thấy thầy Martin đâu nữa. Hôm sau, ông đến tu viện dòng Đa Minh tại Mexico để tạ ơn, vì nghĩ rằng thầy đang ở đây. Thế nhưng, các gia trong tu viện cho biết, không có thầy Martin nào ở đây cả. Ông đi tìm khắp các nhà trọ vẫn không thấy. Khi trở lại Lima, ông đến tu viện Đức Mẹ Mân Côi hỏi thăm, thầy Martin có đi Mexico không? Các gia trong tu viện khẳng định, thầy Martin không bao giờ đi đâu xa nhà. Chúa còn ban cho thầy quyền thiên biến vạn hóa tại tình. Có khi đang làm việc ở trước mắt mọi người, hoặc đang đứng giữa đám đông, bỗng nhiên thầy biến nhanh đi nơi khác. Với quyền thiên biến vạn hóa ấy, thầy Martin chẳng những làm cho mình, mà còn có thể làm cho kẻ khác ra vô hình nữa. Lần kia, có hai thanh niên chạy vào tu viện ẩn trắng, nhân viên công lực. Thầy dùng quyền khiến những người này không ai nhìn thấy. Một hôm, thầy dẫn 30 tập sinh đi dạo trong một khu rừng khá xa tu viện. Mãi vui chơi, quên cả thời gian. Đến khi mặt trời lặn, thầy trò mới sực nhớ và lo lắng không về kịp đúng giờ đọc kinh. Lúc ấy, thầy Martin ngửa mặt lên trời cầu nguyện sốt sắng.
đoạn quay lại bảo các tập sinh: anh em hãy nắm tay nhau, nhắm mắt lại đi theo tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả về tới tu viện kịp giờ đã định. Chương 14. Vị tiên tri kỳ tài. Năm 1634, một trận lụt do nước sông Rimac dâng cao đe dọa cuốn trôi nhà thờ Đức Bà bên cạnh bờ. Được tin, thầy Martin chạy đến chọn 3 hòn đá nhân danh Chúa Ba Ngôi, rồi lần lượt ném xuống chính chỗ nước xoáy mạnh nhất. Đoạn quỳ gối cầu nguyện sốt sáng trước mặt dân chúng đang lo sợ. Thầy vừa cầu nguyện xong, nước sông từ từ hạ xuống bằng mức bình thường. Trước sự kiện lạ lùng này, toàn dân sung sướng hoan hô thầy. Ngay lúc đó, họ đề nghị xây dựng một ngôi thánh đường để kỷ niệm và tạ ơn Chúa. Nhưng thầy Martin không đồng ý, vì gần đó đã có nhà thờ Đức Bà. Để trấn an dân chúng, thầy quả quyết với họ từ nay về sau sông Rimac sẽ không gây lụt nữa. Thời gian đã chứng thực lời quả quyết ấy. Thầy Martin có tài nói tiên tri, không những chỉ về các biến cố thiên nhiên mà còn cả những biến chuyển nội tâm con người. Thầy nhận định được trạng thái tâm hồn, đọc được ý tưởng, cảm xúc của người khác. Trong dịp gặp thầy Joan Ferrier, một tu sĩ dòng Đa Minh, thầy Martin chào hỏi vui vẻ và đột ngột nói: này thầy, chừng nào anh em được hân hạnh trông thấy thầy đội mũ hồng y? Quả thật, thầy Joan Ferrier sau này lần lượt lãnh chức linh mục, rồi lên làm giám mục và hồng y, đúng như thầy Martin đã nói trước. Một cơn dịch xảy ra tại thành Lima làm nhiều tu sĩ trong nhà dòng bị lây nhiễm. Một tập sinh có ý định rời bỏ dòng, đến xin cha bề trên trở về gia đình viện cớ tránh bệnh. Cha đành chấp thuận cho đương sự ra đi. Biết được ý định đó, thầy Martin khuyên anh nhưng cũng vô hiệu. Cuối cùng thầy cảnh cáo: thôi, anh cứ đi, nhưng đừng quên Thiên Chúa đang đón chờ và phạt anh ở quê nhà đó. Về nhà, được mấy hôm anh ngã bệnh và chết rất đột ngột. Cha Cipriano thuật lại: lần kia, trong lúc thầy Martin đi vắng, một bọn học sinh vào phòng thầy lục lọi, lấy trái cây và bánh mì ăn. Có đứa táo tợn hơn còn lấy cắp tiền của thầy dành cho người nghèo. Khi trở về, thấy sự việc, thầy bảo chúng: các con đã ăn hết bánh trái trong tủ thầy rồi phải không? Thầy cho chúng con đó. Rồi chỉ đứa ăn cắp tiền, thầy nói tiếp: nhưng còn con phải trả lại tiền đã lấy của thầy. Đứa ăn cắp gân cổ cãi lại: còn con cắp đồng nào của thầy đâu? Thấy thế, thầy Martin nói rõ: đừng dối thầy nữa, hãy trả lại tiền con đang giấu trong đôi giày, nó không phải của con. Nghe đến đây, nó chỉ còn có cách nhận tội và trả lại ngay cho thầy. Thầy Martin cũng rất nhạy bén trước những nỗi khổ đau cô quạnh của người khác, như trường hợp cha Cipriano khi còn là tập sinh bị khổ sở vì dáng vẻ bề ngoài hơi dị dạng khó coi, khiến đồng bạn hay mỉa mai khinh dễ. Thầy Martin rất có thiện cảm với tu sĩ này. Trong một cơn bệnh, thầy Cipriano đã khẩn khoản xin Martin như sau: thầy hãy nhận tôi như đứa con thiêng liêng nhé. Xin thầy đừng từ chối
vì tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thầy Martin mỉm cười đáp lại: Xin thầy cứ vững tâm, Chúa nhân lành còn muốn thầy sống để có thời gian làm vinh danh Chúa và vẻ vang cho dòng. Thầy còn báo cho các tập sinh khác biết: Anh em chớ coi thường vẻ bề ngoài xấu xí của thầy Cipriano. Sau này thầy sẽ là người điển trai và làm nhiều việc vinh dự cho dòng. Quả thật, 6 năm sau, qua một cơn bệnh nặng, tự nhiên sức khỏe của thầy Cipriano được phục hồi và dáng vẻ trở nên đẹp đẽ, khiến nhiều người không nhận ra. Sau khi làm linh mục, ngài nổi danh thông thái và đạo đức, lần lượt được bổ nhiệm chức viện trưởng Viện Đại học Lima, rồi lên giám mục địa phận Huamanga trong sự quý mến của mọi người. Chương 15: Đem tài tiên tri giúp đời. Với tài tiên tri được Thiên Chúa ban, thầy Martin đã đem áp dụng để cứu giúp tha nhân. Khi nghe tin tội nhân Joan Gondale bị kết án tử hình và sắp điều ra pháp trường, thầy Martin vội vã vào khám đường khuyên bảo và yên ủi. Cuối cùng, anh đã hòa giải với Chúa và lãnh các bí tích sâu hết. Trở về nhà dòng, được ơn Chúa cho biết tội nhân này sẽ được ân xá. Thầy vội báo tin mừng này cho anh. Thế nhưng, đến ngày xử án, anh vẫn bị điều ra pháp trường. Tới nơi hành hình, nghĩ rằng đời mình sẽ chấm dứt từ đây, tội nhân đang hoàn toàn thất vọng, thì nhận tin giảm án của triều đình gửi tới, anh vui mừng và thán phục tin báo của thầy Martin thật chính xác. Trên đường trở về trại giam, anh còn được thầy Martin gửi tặng một số tiền để gây dựng lại tương lai. Một bệnh nhân người nước ngoài nằm điều trị tại bệnh viện Lima lâu ngày. Một đêm kia, ông trở bệnh trầm trọng, có thể nguy đến tánh mạng. Thầy Martin đang ở nhà dòng, tuy không ai báo, vẫn biết tình hình nguy kịch của bệnh nhân và vội vã đến báo cho nhân viên trực mà chính họ cũng không hay. Hơn nữa, thầy còn cho biết bệnh nhân được gọi là người Công giáo, nhưng thực ra chưa nhập đạo. Sau đó, chính thầy đích thân đến bên giường, ân cần thăm hỏi, nói về tình trạng cơn bệnh và khuyên ông nên dọn mình lãnh bí tích rửa tội sớm. Bệnh nhân hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao thầy Martin biết rõ bí mật mà mình nghĩ chỉ có mình biết. Ông xin thống hối và lãnh bí tích rửa tội ngay. Quả thực, ông đã chết ngay trong đêm đó. Một linh hồn đã được cứu độ nhờ thầy Martin can thiệp. Thầy Martin còn có khả năng đọc được những suy nghĩ thầm kín, những ý định tội lỗi xấu xa, cũng như nguồn gốc phát sinh. Lần kia, Martin nói với thầy bạn Ferdinando: Này, Ferdinando, sao anh có vẻ buồn thế? Cứ kiên nhẫn và vui tươi lên nhé. 14 năm nữa thôi, anh sẽ được toại nguyện. Nghe vậy, thầy này bỡ ngỡ nhưng cố ra vẻ tự nhiên đáp lại: Ở đời thiếu gì chuyện buồn chuyện mong, chỉ có chết đi mới hết buồn, hết mong thôi anh ạ. Với nụ cười hấm hỉnh, thầy Martin nói tiếp: Làm gì chết được? Anh muốn làm linh mục chí gì? Rồi sẽ được toại nguyện thôi. Thầy Martin còn nói thêm: Nhưng làm linh mục rồi, anh có trở lại thành phố này cũng không còn gặp tôi nữa. Thầy Ferdinando lúc đó chỉ là thầy trợ sĩ, với khả năng và trình độ không đủ điều kiện tiến lên bậc sư giáo. Không ngờ rằng, 14 năm sau, thầy Ferdinando được lãnh chức linh mục trong hoàn cảnh bất ngờ tại Santiago, thuộc nước Chile. Trở về thành phố Lima,
cha rất buồn vì không còn được gặp người bạn tâm phúc Martin nữa vì thầy đã qua đời. Một chuyện khác làm chứng khả năng đặc biệt về việc không biết tương lai của thầy Martin. Ông Joan Figueroa, thị trưởng thành phố Lima, đang nóng lòng chờ đợi quyết định xin chuyển công tác của triều đình Tây Ban Nha. Trong lúc đó, thầy Martin đến thăm và cho biết chỉ mấy ngày nữa, ông sẽ nhận được tờ bổ nhiệm. Thầy còn báo trước, phó vương Peru sẽ ám hại ông, nhưng ông sẽ thoát khỏi và được thăng chức thống đốc ngân hàng quốc gia. Nhưng trong nhiệm vụ mới này, ông vẫn còn bị thử thách. Thời gian ứng nghiệm lời tin báo đó, khi làm thống đốc ngân hàng, ông để thất thoát 100.000 mỹ kim, lại còn bị vu khống nhiều tội khác, khiến ông buồn phiền và suy sụp tinh thần tột độ. Bây giờ, ông mới nhớ lại lời tin báo của thầy Martin và thân đến gặp tìm một lời an ủi sau cùng, vì ông cảm thấy không thiết sống nữa. Nhưng thầy Martin mỉm cười cho biết ông sẽ qua khỏi tất cả và sẽ trở lại bình an. Thầy còn báo mình sẽ chết trước, và sau này phần mộ ông sẽ ở gần phần mộ thầy tại nghĩa trang trong tu viện. Thời gian chứng minh sự ứng nghiệm của các lời tiên tri tỉ mỉ đó. Chương 16. Lời tiên tri cuối cùng. Năm 1639, trong một cuộc kinh lý thành phố Lima, đức cha Feliciano Serra, tổng giám mục Mexico, bị bệnh xương phổi, và mặc dù được tận tình cứu chữa nhưng vẫn không khuyên giảm. Thấy không còn hy vọng ở y khoa, đức cha mới nhớ đến thầy Martin, một người chữa bệnh nổi tiếng. Ngài cử cha Giuliano Vera đến tu viện Đức Mẹ Mân Côi, xin cha bề trên cử thầy Martin đến giúp đỡ. Vâng lời bề trên, thầy Martin vội vã đến gặp đức tổng giám mục, hy vọng có thể giúp được gì trong lúc nguy kịch. Đức tổng giám mục xin thầy đặt tay trên ngực với ý nghĩ, nhờ bàn tay thánh của thầy, mình sẽ được khỏi bệnh. Nhưng với lòng khiêm tốn, thầy xin khoái thác, vì cho rằng mình không xứng đáng đụng đến các tấn bậc có địa vị cao. Tuy nhiên, trước lời khẩn khoản như truyền thuyết của đức tổng giám mục, thầy đành vâng lời để tay trên ngực ngài. Ngay lúc đó, cơn bệnh khuyên giảm, đức tổng cảm thấy trong mình dễ chịu, vui vẻ, khoan khoái như hết bệnh. Trước việc là hiển nhiên này, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi thầy Martin. Trên đường trở về, đức tổng giám mục xin bề trên cho thầy cùng đi theo để chăm sóc sức khỏe cho đoàn. Nhưng với lòng khiêm tốn, thầy xin cáo từ trở về tu viện vì biết việc quan trọng trong đời mình sắp xảy ra. Mấy ngày sau, anh em trong tu viện rất ngạc nhiên vì thấy thầy Martin lần đầu tiên mặc bộ áo dòng mới. Một người thắc mắc hỏi thầy về thái độ hiếm có này. Thầy trả lời như nửa đùa nửa thật: tôi mặc bộ áo dòng mới này để người ta tiễm liệm tôi cho tiện. Ai ngờ, câu nói đó như một lời tiên báo việc ra đi của thầy. Ngày hôm sau, thầy ngã bệnh nặng, phải nằm liệt giường, không còn ăn uống gì được. Anh em trong tu viện quy tụ bên giường tìm phương pháp cứu chữa. Nhưng thầy bình tĩnh nói với anh em: cuộc đời tôi đến đây chấm dứt, không thuốc men nào có thể cứu sống được nữa. Cảm động khi thấy anh em trong tu viện tận tình giúp đỡ, thầy khiêm tốn và chân thành cảm ơn cha bề trên và toàn thể anh em, đồng thời xin tha thứ mọi sai phạm của mình trong thời gian qua.
ai nghe cũng xúc động và tỏ ý buồn tiếc vì sắp phải vĩnh biệt một người anh em rất đáng mến. Thầy sốt sáng dọn mình đón nhận các bí tích sao hết để chiến đấu với ma quỷ lần cuối. Với ơn trợ giúp của mẹ Maria mà thầy chiều mến trót đời, cả thánh phụ Đa Minh và các thánh dòng, thầy dũng cảm chiến đấu với ma quỷ. Thầy vẫn biết trong giây phút cuối của cuộc đời, bọn chúng đang dốc toàn lực làm cho thân xác thầy phải đau đớn cùng cực vì bệnh tật và làm ngã lòng trông cậy, nhưng thầy cam lòng chịu đựng để kết hợp với những đau khổ Chúa Giêsu trên thánh giá. Giờ hấp hối đã đến, các tu sĩ trong nhà dòng quỳ xung quanh giường đọc kinh giúp dọn mình chết lành. Thầy Martin sốt sáng ôm tượng chịu nạn trên ngực, ứa nước mắt nhìn tất cả anh em nhà lần sau hét. Thầy xin cộng đoàn đọc kinh tinh kính, và khi đọc tới câu "Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế", thầy Martin thở hơi thở cuối cùng êm ái. Thầy tắt thở lúc 9 giờ tối ngày 3 tháng 11 năm 1639, hưởng thọ 60 tuổi, hướng dòng 36 năm. Tin thầy Martin qua đời nhanh chóng loan đi khắp nơi. Một bóng đêm buồn thảm bao trùm thành phố Lima. Có một cái gì đó đang thổi. Người ta không còn thấy thầy Martin trên đường phố vai mang giỏ bánh mì, hoa trái và thuốc men nữa. Người ta không còn nghe những lời khích lệ nữa. Ai là người mà thầy chẳng giúp đỡ, bảo vệ và an ủi? Người Tây Ban Nha, người da đen, người da đỏ, những người già cả và các trẻ em, những thiếu nữ và các bà mẹ, những người giàu sang cũng như nghèo nàn, những linh mục và các công chức, vân vân. Mọi người đều tỏ lòng biết ơn thầy một cách sâu xa. Khắp nơi, kể cả người thủ đô Lima, người ta đều thương tiếc thầy. Thầy không còn mỉm cười với các trẻ em, không còn phân phát thức ăn và quần áo cho người nghèo, không còn an ủi những người bệnh tật và hấp hối, không còn thăm viếng các trại tù, bệnh viện và các viện mồ côi. Người ta chỉ còn đến tu viện mân côi để chiêm ngưỡng thi hài của một vị mà họ coi như là đấng thánh. Rất nhiều người tìm đến kính viếng thi hài thầy đang hoàng tại nhà tu viện. Họ đau khổ vì mất đi một vị ân nhân tuyệt vời. Họ không còn thấy thầy thi thố lòng xót thương, mà chỉ thấy thầy nằm im bất động, khiến không ai dám tin đó là sự thật. Chương 17. Những việc lạ sau khi qua đời. Suốt cuộc đời, thầy Martin đã hết lòng hy sinh cho người đau khổ. Lòng bác ái của thầy thật bao la. Nhiều người lo rằng khi chết, thầy không còn giúp được gì cho thế giới hữu hình đầy gian lao đau khổ này nữa. Nhưng sự thật khác hẳn. Thiên Chúa đã làm một việc lạ trước mắt nhiều người đang chứng kiến. Sau giờ tắt thở, thi thể thầy trở nên cứng đơ trước sự kiện bình thường này. Cha Siriano Medina muốn xin thầy làm phép lạ. Cha thành khẩn nói với thầy như nói với người còn sống: "Này thầy Martin, sao thầy để mình cứng đơ thế này? Giờ đây, trước mặt bao nhiêu người đang đứng chung quanh, xin thầy làm cho thi hài trở lại mềm mại, để chúng tôi nhận biết thầy được vinh hiển trước nhan Thánh Chúa." Cha vừa nói dứt lời, thi thể thầy Martin trở nên mềm mại, tươi tốt như khi còn sống, và tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt, loại hương lạ lùng không thể có trên đời này. Tin phép lạ đồn ra nhanh chóng, làm dân chúng lũ lượt tuôn đến tu viện. Họ thi nhau chạm đến thi thể, hoặc lấy những đồ vật thầy đã dùng lúc sinh thời làm kỷ niệm.
lúc nào thi thể thầy cũng vẫn tươi tắn và tỏa mùi hương thơm, làm cho ai nấy đều nức lòng sục bái. Vì đông đảo dân chúng còn muốn kính viếng, tang lễ phải dời lại thêm ít ngày. Đến ngày đã định, tang lễ được cử hành rất long trọng với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Kuro, Bá tước Chichon, Phó vương xứ Peru và cụ Joan Senafield, đại diện hoàng gia cùng nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân tham dự. Tang lễ biến thành cuộc cung nghinh trọng thể chưa từng thấy tại thành phố Lima. Ai ngờ một con người khiêm tốn, chót đời chỉ muốn phục vụ mọi người đến nỗi quên cả bản thân, nay được đông đảo dân chúng mến yêu, tôn kính và coi như đấng thánh. Thật đúng như lời Chúa dạy, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Từ ngày thầy thác đi, nhiều phép lạ tỏ tường liên tiếp xảy ra. Bà Katarina Gozele bất toại suốt 15 năm, khi đụng đến quan tài của thầy trong chốc lát, liền được lành mạnh. Bà Elizabeth Atora đang lên cơn sốt rét, sau khi chạm đến áo dòng thầy đã mặc, cơn bệnh biến đi ngay, không để lại di căn nào. Bà Elizabeth Torre bị bệnh đau màng óc, vừa hôn ảnh thầy, vừa cầu khấn: "Thầy Martin ơi, khi còn sống, thầy đã giúp đỡ con. Nay trên quê trời, xin đừng bỏ rơi con." Cầu khấn xong, bà cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Từ đấy cho đến chết, bệnh không tái phát nữa. Thấy nhiều tín hữu tuôn đến tu viện Đức Mẹ Mân Côi kính viếng mộ thầy, mỗi ngày mỗi đông, các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo đề nghị tu viện di chuyển thi thể thầy vào nơi thuận tiện và trang nghiêm hơn. Thể theo nguyện vọng đó, nhà dòng quyết định xây cất một nhà nguyện tại nơi thầy làm việc, gần cổng tu viện để giáo dân đến cầu nguyện và xin ơn. Lễ rời thi thể thầy Martin được cử hành vào ngày 3 tháng 3 năm 1664, nhân kỷ niệm 25 năm thầy tạ thế. Khi mở tấm thiên, người ta thấy thi hài thầy vẫn còn nguyên vẹn và lan tỏa một mùi hương lạ. Mọi người tỏ lộ niềm vui sướng trên nét mặt với lòng cung kính. Người ta di chuyển thi hài thầy đến nhà nguyện mới và cầu mong một ngày rất gần, thầy được tuyên dương trong hàng ngũ các thánh để toàn thể nhân loại tôn kính. Chương 18. Tôn phong chân phước. Để đáp ứng nguyện vọng thiết tha của mọi người, nhất là những ai được hân hạnh biết đến thanh danh, sự nghiệp của thầy Martin, nhiều vị cao cấp trong xã hội và giáo hội đã thỉnh nguyện xin tòa thánh tôn phong chân phước cho ngài. Trong số đó có Đức Tổng Giám mục Lima và cha bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, cùng đệ đơn thỉnh cầu tòa thánh lập thủ tục cứu xét sự nghiệp công đức thầy Martin để chính thức suy tôn ngài lên bậc chân phước. Vua Philippe thứ tư nước Tây Ban Nha cũng đệ đơn thỉnh nguyện lên Đức Giáo hoàng Alessandro thứ bảy và trao nhiệm vụ cho vị đặc sứ của mình tại Roma vận động việc này. Sau khi nhận được nhiều đơn thỉnh cầu, tòa thánh mở cuộc điều tra theo giáo luật. Qua nhiều năm, người ta đã thu thập cả một kho tài liệu về đời sống đức hạnh và những việc bác ái của thầy Martin. Nhiều sự kiện lạ lùng mà người ta tin rằng đó là nhờ thầy Martin can thiệp. Một sự việc đáng tiếc làm chậm việc tiến hành: chiếc tàu chở công văn tòa thánh chẳng may bị đắm tại biển địa Trung Hải. Người ta phải mất nhiều thời gian mới trục vớt lên được. Tuy nhiên, khi kiểm soát, họ thấy các hồ sơ liên quan đến vụ án thầy Martin vẫn còn nguyên vẹn, trong khi các tài liệu khác đã mục nát gần hết.
cha Francis Flau được cử làm trưởng lý phụ trách điều tra vụ án. Trong khi tìm nhân chứng để lập hồ sơ, cha quan tâm đến Joan Vazquez, là người được hân hạnh phụ việc 4 năm bên cạnh thầy Martin, nay vẫn còn sống tại Tây Ban Nha. Khi còn sống, thầy Martin có nói với Joan một lời tiên báo khi ông từ giã trở về quê hương. Này anh Joan, thầy trò mình sẽ không còn gặp mặt nhau ở trần thế này nữa. Nếu có gặp, có lẽ anh cũng không muốn nhìn nhận tôi. Để có thêm chứng cớ trong bản án, cha trưởng lý thấy cần phải gặp mặt ông Joan này. Sau nhiều lần mời gọi, ông Joan mới đến trình diện với tư cách nhân chứng. Nhưng trong cuộc thẩm vấn, ông có vẻ dè dặt trong lời khai, vì biết thầy Martin vốn khiêm tốn không muốn tỏ lời. Ngày đêm đó, khi sửa soạn đọc kinh tối tại nhà, Joan nghe có tiếng gọi bên ngoài. Trông qua cánh cửa, ông thấy dáng hai vị tu hành đến nhà mình. Ông mở cửa đón tiếp, một trong hai thầy lên tiếng. Này ông Joan, ông có nhận ra tôi không? Vì sao lại có thái độ dè dặt thế? Cứ chân thành khai báo những điều ông biết về tôi. Nói rồi, cả hai vị biến mất. Bấy giờ, ông Joan mới nhớ lời thầy Martin nói trong lần từ giã nhau. Ông hiểu vai trò quan trọng của mình trong việc điều tra xin phong chân phước cho thầy Martin. Vì vậy ông vui vẻ, dạn dĩ làm tròn bổn phận nhân chứng trước ban điều tra. Căn cứ vào các tài liệu chính xác, cha Bernardo Medina đã hoàn tất bản tường trình sự nghiệp và nhân đức cao cả mà thầy Martin đã thực hiện lúc sinh thời. Ngày 29 tháng 4 năm 1763, Đức Giáo Hoàng Clementi thứ 13 công bố đạo dự, xác nhận sự thánh thiện anh hùng của thầy Martin, đồng thời tặng ngài tước hiệu Đấng Đáng Kính. Đến ngày 8 tháng 8 năm 1837, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 ký sắc phong chân phước cho thầy Martin. Và ngày 10 tháng 9 năm 1837, tại đền thờ Vatican, trước mặt đông đảo người tứ phương tuôn đến tham dự, ngài long trọng công bố Đấng Đáng Kính Martin được suy tôn lên chân phước. Trong dịp này, chân phước Martin đã làm phép lạ tại nhiều nước như Mexico, Peru, Phi Luật Tân, Tây Ban Nha, Phi Châu, Hoa Kỳ, Canada. Khắp nơi dù là người Công giáo, Tin Lành, Do Thái và cả lương dân đều thành khẩn xin Thánh Hoa Tiên trợ giúp. Chương 19 Tôn phong vị thánh. Sau khi nhận được nhiều ân huệ của chân phước Martin, giáo dân khắp nơi đều ước mong danh ngài được vinh hiển hơn nữa. Kể từ năm 1837 cho đến năm 1962, người ta cố gắng vận động xin tôn phong vị thánh cho chân phước Martin, nhất là dâng lời cầu xin Thiên Chúa làm những phép lạ hiển nhiên chứng thực sự thánh thiện của Thánh Martin theo giáo hội đòi hỏi. Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin chích đáng đó. Nhiều phép lạ được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của chân phước Martin. Khi đầy đủ điều kiện đúng theo giáo luật, ngày 12 tháng 4 năm 1962, trong phiên họp tại cơ mật viện, Đức Giáo Hoàng Joan 23 đã ấn định Chúa Nhật ngày 6 tháng 5 1982 tại Vương cung Thánh đường Vatican sẽ cử hành lễ nghi tôn phong chân phước Martin Forrest lên bậc hiện thánh. Đúng ngày, khoảng 70.000 người hành hương thuộc nhiều quốc tịch, nhất là giáo dân ba nước Peru, Panama và Tây Ban Nha,
đặc biệt còn có sự hiện diện của 39 đức học y, nhiều thường phụ, tổng giám mục, linh mục, tu sĩ, ngoại giao đoàn tiến về phương cung thánh đường Vatican, để tỏ lòng tôn sùng và yêu mến vị thánh tiên khởi của người Da Đen. Đến giờ hành lễ, Đức Giáo Hoàng tiến vào đền thờ Thánh Phêrô, giữa tiếng hoan hô và tiếng kèn chào mừng. Này con là đá. Sau khi Đức Giáo Hoàng an ngự trên ngai, Đức Hồng Y Acario Carana, Tổng trưởng bộ nghi lễ, tiến lên thỉnh cầu Ngài dùng quyền tối cao tuyên xưng công trạng và ghi tính danh chân phước Martin Forrest, trợ sĩ dòng Đa Minh, vào danh sách các đấng hiển thánh. Trước khi công bố việc quan trọng này, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi cộng đoàn hợp ý với Ngài Thác Kinh, cầu xin Chúa Thánh Thần. Đoạn Ngài trịnh trọng tuyên bố: để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, để cao rao đức tin Công giáo và để phổ cập khắp nơi, ta dùng quyền tối cao của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, quyền hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và quyền riêng, ta quyết định và tuyên bố chân phước Martin Porras là hiển thánh. Ta hân hạnh ghi tính danh Ngài vào sổ bộ các thánh và ra lệnh phải làm lễ kính vào ngày Ngài qua đời, tức là ngày 3 tháng 11 hàng năm. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Sau các lễ nghi phong thánh theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng dâng thánh lễ đại triều tại bàn thờ riêng trên mộ thánh Phêrô tông đồ. Trong bài giảng, Ngài tuyên xưng công đức sự nghiệp của vị tân hiển thánh như sau: lúc này, ta cũng như những ai tin thờ Chúa Kitô đều đặc biệt quan tâm hướng về biến cố trọng đại là cộng đồng Vatican II sắp tới. Tất cả nguyện vọng canh tân, nhiệt thể Chúa Kitô bằng sinh lực dồi dào đều được đặt vào đó. Giờ đây, bao nhiêu sinh hoạt trong giáo hội đều tập trung vào biến cố đại sự này. Vì vậy, những nghi lễ đặc biệt long trọng cử hành tại vương cung thánh đường Vatican hôm nay cũng hướng về mục tiêu nói trên. Thực ra, khi ghi tính danh một nhân vật lỗi lạc đầy công đức vào sổ các thánh, ta có ý cho mọi người biết đây là nguồn sinh lực mới mẻ để tất cả con cái giáo hội được can tân trong cuộc sống trần thế. Qua những mẫu gương trong đời sống, Thánh Martin chứng tỏ cho chúng ta thấy có thể đạt tới sự cứu rỗi và thánh thiện bằng con đường mà Chúa Giêsu Kitô đã đề ra cho chúng ta. Nghĩa là trước tiên chúng ta phải yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, rồi yêu tha nhân như chính mình. Từ niên thiếu, Martin đã chân thành kính mến Thiên Chúa như cha nhân hậu và hằng làm Ngài hài lòng. Sau khi gia nhập dòng Đa Minh, thầy càng thêm lòng sốt thắng kính mến, đến nỗi trong khi cầu nguyện, nhiều lúc tâm trí Ngài siêu thoát chỉ còn để ý đến sự trên trời. Thánh nhân thâm tín, Đức Giêsu Kitô đã chịu đau khổ vì ta và người đã mang lấy tội của ta trong chính thân xác người trên thập giá. Vì thế, thánh nhân đã yêu thích Chúa Giêsu chịu nóng đinh, đặc biệt và khi chiêm niệm những đau khổ của người, Ngài đã khóc nức nở không thể kìm nén được. Thánh nhân cũng đặc biệt yêu kính Chúa Giêsu thánh thể. Ngài thường quỳ gối chầu lâu giờ và kính múc sức sống nhờ thánh thể nuôi dưỡng. Ngài cũng có lúc kính mến mẹ Maria cách riêng và coi như là người mẹ rất yêu dấu. Sau cùng, thánh nhân đã tuân theo lời thầy Chí Thánh mà đối xử với anh em bằng tất cả đức ái. Đức ái phải xuất phát từ đức tin mạnh mẽ và trái tim quảng đại. Ngài đã yêu mến người khác vì coi họ như là anh em một nhà, con cái một cha. Ngài còn thương yêu họ hơn bản thân vì khiêm tốn, nghĩ rằng họ công chính và hoàn hảo hơn mình. Ngài thường chứa lỗi cho kẻ khác và sẵn sàng tha thứ cho kẻ xúc phạm khi nghĩ mình còn đáng chịu những hình phạt nặng nề hơn thế.
Ngài làm hết sức để dẫn dắt kẻ lạc đàn trở lại đường ngay, tận tâm giúp đỡ săn sóc bệnh nhân, phân phát của ăn, áo mặc, thuốc men cho những kẻ túng thiếu. Ngài tận dụng uy tín của mình để nâng đỡ dân bản xứ và những người lao động cực nhọc. Vì vậy, dân chúng đồng lòng gọi Ngài là Mắt Tin Bác Ái. Nên biết rằng, đối với thời đó, Ngài mở ra con đường mới mẻ và là tướng tiên phong về công cuộc bác ái xã hội mà bây giờ chúng ta vẫn đang thực hiện. Bởi đó, Đức Tin Giáo Hoàng Pio XII đã truy tôn Thánh Martin Porres là bổn mẹ các tổ chức xã hội trong cả nước Peru. Văn thư ngày 10 tháng 6 năm 1945. Thánh nhân đã cương quyết theo chân Chúa trên con đường thánh thiện và để tiến tới đỉnh trọn lành. Ngài đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi dân mình trong dòng tha minh. Sau khi đã thánh dòng, thánh nhân thực hiện ba nhân đức: thanh bần, quyết tịnh và tuân phục tới mức độ cao nhất, khiến cho các bề trên cũng như anh em trong tu viện đều coi Ngài như gương mẫu của sự trọn lành thánh thiện. Đức tính nhân hậu và lực thiệt của thầy Martin đã thu phục được nhân tâm không phân biệt màu da, chủng tộc. Bởi vậy, ta thiết tưởng có thể so sánh Ngài với thánh nữ Katharina Sena, một ngôi sao sáng của gia đình Đa Minh và được suy tôn từ năm thế kỷ 2. Thánh nữ được lừng danh khắp nơi vì đạo lý dồi dào sáng chói và chí khí anh hùng. Còn thánh Martin lại được nổi tiếng vì trót đời đã sống bác ái nhiệt thành, đúng với tinh thần Công giáo. Hỡi chương huynh đáng kính và các con cái yêu dấu, ta đã nhắc đến ngay đầu bài giảng rằng, vì năm nay sẽ có cộng đồng Vatican II, nên ta thiết tưởng việc ghi tính danh Martin vào sổ các thánh là điều hợp thời, bởi vì con đường thánh thiện Ngài theo đuổi, cũng như nhân đức sáng chói, có thể coi như thành quả tốt đẹp mà cộng đồng muốn nhắm tới cho giáo hội cũng như cho toàn thể nhân loại. Đời sống thánh thiện và gương mẫu của thánh Martin đã tác động làm nhiều người trở lại chính giáo, và ngày nay sau ba thế kỷ, Ngài còn nhắc nhở từng người trong chúng ta luôn phải hướng về sự thật đến kiểu mai sau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến giá trị và không phải ai cũng biết quý trọng những báu vật ấy, vì hiện còn có nhiều người biết sống trong xoa đọa tội lỗi, không thiết tha mà còn khinh chê. Chớ vì gương sáng của thánh Martin dạy cho họ biết hạnh phúc thật ở tại tuân theo lời Chúa Kitô và dõi theo các chân người đã đi. Tới chân huynh đáng kính và các con yêu dấu, các con đã nghe ta phát họa đại cương chân dung của thánh Martin. Các con hãy chiêm ngưỡng chân dung ấy, đồng thời cố gắng bắt chước các nhân đức Ngài trong đời sống mình. Nhất là ta kêu gọi những thanh niên tràn đầy tinh lực mà lúc này đang bị nhiều mưu trước lôi cuốn. Ta đặc biệt khuyến khích dân tộc Peru yêu quý, hãy thi đua duy trì thánh tích vẻ vang của đạo Công giáo trên đất nước của anh em, và nhờ lời can thiệp đắc lực của thánh Martin Porres, dân tộc Peru sẽ còn sản sinh được nhiều vị thánh làm nở mặt thơm danh cho xứ sở mình. Amen. Để tỏ lòng tôn kính đối với vị tân hiện thánh, một số rất đông linh mục và hơn 300 thầy trợ sĩ dòng Đa Minh ở các nơi đã tuôn về Roma tham dự buổi lễ hiếm có này. Các ngài hết sức hãnh diện vì có người anh trong dòng được đấng đại diện Chúa ở trần gian long trọng xin xưng công đức trước mặt muôn vàn người hiện diện. Thật là một biến cố đặc biệt đáng ghi nhớ. Sau lễ phong thánh tại Vương cung Thánh đường Vatican, dòng Đa Minh đã tổ chức 4 ngày tạ ơn kính vị tân hiện thánh tại Vương cung Thánh đường Milava. Mỗi ngày đều có thánh lễ đại trào do các đức hồng y chủ sự. Đức hồng y
Michael Brown, nguyên bề trên tổng quyền Đa Minh, Đức Hồng Y Joanne Landa Cusi, giáo chủ Peru, Đức Hồng Y Pulino Santos, giáo chủ Phi Lật Sơn, và Đức Hồng Y Loreano Turambor, người Phi Châu cùng một màu da như vị thân hiện thánh. Trong dịp này, cha bề trên tổng quyền mở một cuộc tiếp dân dành riêng cho các thầy trợ sĩ hiện diện tại Soma, để mừng các thầy vì có một người anh được suy tôn hiện thánh. Ngài khuyến khích các thầy cầu xin thánh Martin soi sáng cho nhiều thanh niên dân mình cho Chúa trong bậc trợ sĩ để sống theo gương thánh nhân. Tin kính thánh Martin đồng pho hết. Lạy thánh Martin rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của ngài, chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lai ca những thú vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của đức bác ái. Chúng con kính mừng và cầu khấn người, từ tòa cao người ngỡ, xin đoái thương nhận lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước nhân đức của người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm, vác thánh giá theo chân Chúa cứu thế, và mẹ sầu bi, sau hết, được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Tấm Lòng Vàng do Thư viện Đức Tin thực hiện. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại trong những CD sắp tới.